Đặng Lê Nguyên Vũ từ con số 0 tạo nên cơ đồ tập đoàn Trung Nguyên. Ông sinh năm 1971 tại Khánh Hòa, sau đó cùng gia đình chuyển về Đắk Lắk, là một gia đình thuần nông nghèo khó, kiếm ăn từng bữa. Ngày ông lên Đại học Y Tây Nguyên, gia đình phải bán lúa để kiếm tiền mua xe đạp cho đi học. Ngày cơ cực, ba bệnh nặng phải chạy khắp nơi để mượn tiền, nhưng không có, mẹ phải đi làm mướn, bưng từng chồng gạch. Gia đình khó khăn nên vừa học ông vừa phụ chủ trọ làm rẫy, hái cà phê, mang đồ ăn thức uống cho nhân công để đỡ một phần nào. Mà mỗi lần về thăm nhà là ba mẹ vừa vui vừa buồn, buồn vì sau mỗi lần về lại phải suy nghĩ kiếm đâu ra tiền cho con lên lại trường. Bằng những nghịch cảnh khó khăn đấy, ông luôn thao thức trong lòng phải giàu có. Ông suy nghĩ nếu muốn giàu có bằng nghề y thì rất khó, nên nhiều khi phải làm trái với lời thề Hippocrates, nên ông không muốn vậy. Cao điểm nhất là ông bỏ ngang việc học để tìm hướng kinh doanh, trong khi không ai giúp đỡ, cũng không biết gì về kinh doanh, trong tay không có gì. Có chăng đó chỉ là ý chí vươn lên? Nhiều đứa bạn trong lớp đã nói ông bị khùng. Ngày đầu tiên quyết định xuống Sài Gòn để tìm hướng đi mới, ông không có tiền phải đi vay mượn, cuối cùng được ba người bạn cho vay 100.000. Gian nan thử thách bắt đầu khi ông tìm ra hướng kinh doanh là cà phê. Lần thất bại phải ngủ qua đêm tại công viên. Ông khởi nghiệp với hai bàn tay trắng, không biết gì về cà phê hay kinh doanh. Ông đã tìm mọi cách để có một công thức cà phê thật là ngon. May mắn thay, ông tìm được một người ân nhân chỉ dạy gian cà phê. Ông phải đóng cửa hai lần rò rang do bị chủ nhà đuổi vì sợ cháy nhà. Năm 1996, ông cùng bạn mở quán cà phê tại cây số 3 Buôn Ma Thuột. Mọi thứ đều phải tự tay làm, từ rang xay cho đến xoay vốn rồi tự tay đi giao từng gói cà phê. Chưa dừng lại đó, tham vọng về một vùng đất màu mỡ hơn, đó là Sài Gòn, nên ông đã thực hiện chuyến đi lần nữa. Nhưng tại đây, việc kinh doanh cà phê của ông thất bại bầm dập. Chưa chịu buông xuôi, ông lại hướng về miền Tây hợp tác với một lò rang xay tại Long Xuyên để mong một ngày lớn mạnh để quay trở lại vùng đất Sài Gòn. Một lần nữa, ông nhận thất bại khi hợp tác cùng một người không cùng hướng. Ông phải gom đồ trở lại Sài Gòn và nhờ bạn ra chở. Khi đang di chuyển, chiếc xe cũ đã gãy làm đôi. Thế là ông cùng người bạn thân phải ngủ qua đêm tại công viên. Một đêm mà ông có nằm ở đâu đó thật sang trọng, cũng không thể quên được đêm tình bạn tại công viên này. Tiếp đó, ông biết tin một người bạn đã đi làm và có tiền mua một chiếc xe Dream, nên ông đã ngỏ ý mượn chiếc xe Dream đó để bán, lấy tiền kinh doanh. May mắn là đứa bạn đã đồng ý, mà lúc đó cho mượn là coi như mất luôn. Vậy nên đến bây giờ ông có thể mua được rất nhiều xe hạng sang, ông cũng không quên được chiếc xe Dream đó. Ý chí ngày càng cao, ông lại đi học xem người ta kinh doanh cà phê thành công như thế nào. Ông hỏi và được trả lời bí quyết là 10 triệu đồng học phí. Không bỏ cuộc, và ông quyết định mở thêm một lần quán cà phê. Đúng ngày 20 tháng 8 năm 1998, đi vào lịch sử tập đoàn Trung Nguyên là khai trương quán cà phê tại địa chỉ 587 Nguyễn Kiệm, Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Ông đã mời thực khách đến uống miễn phí trong vòng 10 ngày đầu. Cà phê ngon cộng với chiến lược tốt nên quán được nhiều người ủng hộ và ngày càng được nhiều người biết đến. Tại đây ông chia sẻ cho thực khách biết cách thưởng thức một ly cà phê ngon. Chính vì đó công việc kinh doanh của ông ngày càng phát triển, và từ một quán cà phê đã phát triển lên thành 500 điểm, thành công ngày càng tới và tạo nên một tập đoàn cà phê Trung Nguyên bây giờ.